chưa? Ui, đen khỏe quá. Ui. Ui giời, ui giời. Chú nhân đen khỏe thế. Nắm nắm tay lại, nắm tay lại này. Nắm lại. Ngồi ra trường luôn, ngồi lên thái trường luôn. À, cho anh mượn tí, em mượn tí nào, rồi con ngồi đây, ngồi lên đây. Anh giỏi, cảm ơn anh nhá. Rồi chắc là thả tay ra. Tính lại cho em tí anh à. Rồi thắng lại, thắng lại. Rồi, wow, hay không? Cầm tấm lên. Anh xuống đi, anh chuyển xuống đi, anh chuyển đi cho em được. Đây, ba để cho. Nhớ tay ra chứ, ngồi thẳng đứng người lên. Thẳng người lên, đúng rồi, ngồi như thế. Wow, đẹp thích quá. Con đang chơi trò gì đây? Thế con leo trò này à? Leo bắn thật nha. Bạn xem ven qua có giỏi không nào? À, bạn chơi trò leo núi. Quay mặt ra bên kia, đang mở bên kia mới lên được kìa. Cẩn thận nha. Bạn đang khám phá cái trò leo núi. Rồi lò lên sang bên kia lên đi con, bước ra bên kia rồi lên. Không lên được à? Đi bên kia không à? Quay mặt sang bên kia. Ôi thử thách đã bị thất bại rồi. Không lên được đỉnh núi rồi. Hả? À? Bé làm gì? Bên đi đấy. Mẹ có đi đâu đây? Bên đây, bên đây hả? Vào nhìn lên thế nào? Wow, đây kia xa cao không? Nhìn lên kia kìa. Đó, có nhìn chưa? Dạ. Thôi bây giờ chơi đi. Bạn nóng lên, nó ngã con. Đâu rồi? Máu mẹ đâu rồi? Nó bỏ đó à? Bỏ ống đi đi. Wow, tạo máy quay của ba luôn. Vừa rơi vào máy quay của ba đấy. Bạn lấy này, bạn đi trượt đây này. Đó này. Mang đi đâu? Wow. Hai quả luôn. Hai quả rồi.